Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TV Audio ha. Thì clip này thì mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của mọi người liên quan đến những dòng sản phẩm như Column Array. Thì mình được nhận được rất là nhiều câu hỏi về khách hàng là cái loa Column Array thì thường về cơ bản nó sẽ là treo đứng. Nhưng nếu trong trường hợp nhà mọi người không thể treo đứng được loa thì mọi người có thể treo ngang loa hay không? Và treo ngang như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến chất âm hay không, hay là nó có hay hay không á? Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người và giải đáp cái thắc mắc đó cho mọi người nha. Bắt đầu thôi. Thì loa Column Array là một cái dòng sản phẩm nó khá là đặc thù trong cái bộ dàn karaoke. Nó khác với những loa truyền thống cơ bản như những dòng loa nằm nè, những dòng loa full range nè. Thì Column nó sẽ là tổ hợp từ rất nhiều những cái loa nhỏ và nó sẽ sử dụng công nghệ là cộng hưởng để tạo ra một cái chất âm lớn. Vậy nên là góc phủ của loa Column nó sẽ khác hoàn toàn với góc phủ của những cái loa như là loa nằm hoặc là loa full range. Thường thì loa full range mọi người góc phủ nó sẽ ảnh hưởng theo cái côn của cái củ chép là 60 90 hoặc là 90 90 hoặc là 120 60 tùy theo cái họng chép của trên cái loa full range của mình. Còn Column Array thì sao? Column Array thường góc phủ ngang của nó sẽ rộng hơn góc phủ dọc khá là nhiều. Với những cái loa Column Array nào mà càng dài á thì góc phủ âm theo chiều ngang nó sẽ càng rộng và góc phủ âm theo chiều dọc nó sẽ càng ngắn lại, hẹp lại. Cái này là về nguyên tắc cơ bản, là đây là về nguyên lý. Nguyên lý cái tạo nên cái loa này nó là như vậy. Tí dụ như là mình đang có một cái con IC38 đi thì góc phủ âm nó sẽ là 120 độ và 30 độ theo góc phủ dọc. Còn IC34 nó ngắn hơn, tuy nhiên cái góc phủ ngang của nó vẫn là 120 nhưng góc phủ đứng của nó lại là 40 độ. Nó lại to hơn thằng góc phủ dọc của thằng IC38 một tí. Đó. Cái góc phủ âm này nó sẽ liên quan đến cái việc mọi người có thể treo đứng hay treo nằm. Thì hiện tại ở đây mình đang có dòng IC34 ở đây thì mình sẽ gọi là thực tế luôn cho mọi người coi, cho mọi người dễ hiểu ha. Chẳng hạn tí dụ như thế này, với một cái loa treo đứng như thế này thì mọi người cứ tưởng tượng góc phủ âm của nó sẽ là 120 đây, góc phủ đứng của nó sẽ là 40 đây. Đó, như thế này thẳng ra, ok chưa? Tuy nhiên khi mọi người quay ngang cái loa ra thế này, lúc đó sẽ gì? Góc phủ đứng của mọi người lúc này nó sẽ trở thành 120 độ và góc phủ ngang của mọi người nó sẽ trở thành 40 độ. Khác nhau nha, nó khác nhau về góc phủ. Vậy khi mọi người mà quay ngang cái loa như thế này, đó, chẳng hạn như thế này, đó, thì sao? Thì cái người mà ngồi ngay tại cái loa, cái người mà ngồi vị trí, tự nhiên là phải ngồi xa một tí nhé, ngồi vị trí cách loa, có nghĩa là gần như là phải ngồi chính giữa cái loa này, thì âm thanh nó mới đầy đủ dãi nhất được. Còn nếu mọi người bị lệch ra một tí thì nó sẽ bị mất dãy âm. Đó, nó không như khi này. Khi này thì sao? Khi này thì cái loa của mình nó treo 120 độ thì mọi người có thể ngồi gần như là ngồi cách loa một tí cũng được, không sao, không vấn đề gì. Mọi người có thể ngồi xin ra một tí, mọi người không cần nhất thiết là phải ngồi đứng ngay chính xác ngay chỗ vị trí của loa, mà mọi người có thể ngồi xin ra một xíu. Chất âm nó vẫn tương tự. Tuy nhiên khi mọi người treo thế này thì nó khác nha. Đó, đây là liên quan đến góc phủ âm. Dĩ nhiên với những trong trường hợp khách hàng trong những cái mà cái không gian nhà không thể treo đứng được thì mà mọi người muốn nó thẩm mỹ hơn, mọi người muốn treo ngang như thế này, mọi người ốp sát lên trần, thì sẽ có một số trường hợp có thể treo nằm được. Trong trường hợp thứ nhất á, là khi nhà của mọi người, cái phòng của mọi người á, cái chiều ngang của nó nó không quá rộng, chẳng hạn như tầm khoảng 4 mét, như những cái nhà mà hình chữ nhật á, chẳng hạn như 4 x 6, 4 x 7, thì thật ra cái chiều ngang của mọi người nó chỉ tầm khoảng 4 mét thôi. Thì với IC38 mọi người hoàn toàn có thể treo ngang loa ở phía sát lên hai chân trần và mọi người đến cúp xuống, phủ xuống, thì lúc đó âm thanh nó vẫn đều cho mọi người, vì thật ra mọi người không có thể di chuyển rộng quá được, thì 4 mét là hết rồi, 4 mét là đứng rồi. Thì trong một cái không gian kín thì IC38 hoàn toàn có thể treo ngang. Tuy nhiên với những không gian rộng thì sao? Với những rộng chiều ngang lên đến 7m, 8m, những phòng như mình nói phòng khách nè, hoặc là thường là phòng khách, hoặc là những phòng khách nối bếp, hoặc là những phòng có không gian rất là rộng về chiều ngang, thì
tối ưu nhất vẫn là phải treo dọc, chứ lúc này treo ngang á thì mọi người di chuyển nó chút xíu cái là nó chất âm đã mất rồi đó. Vậy thì khi mà mọi người sử dụng cái dòng Columbre này thì nếu mà mọi người hiểu về dòng loa này, mọi người hiểu về góc phủ âm thì mọi người có thể treo loa theo bất kỳ hình thức nào mọi người muốn. Mọi người có thể treo dọc được, có thể treo ngang được, tùy với mọi người, miễn làm sao nó đáp ứng được nhu cầu của mọi người và đúng cái góc phủ âm mà mọi người mong muốn là được rồi. Tuy nhiên đương nhiên sẽ có những dòng loa mà nó sẽ không thể nào mà đảo chiều như thế được, chẳng hạn như những dòng sao 3 thì không thể nào mọi người không thể nào cho đứng nha. Cái đó là cái hình thức loa nó bắt buộc phải treo ngang vì góc phủ của nó theo chiều ngang đó. Ví dụ như tầng dòng này đi, với mọi người có một phòng khá nhỏ, mọi người không có muốn mà treo nó rườm rà như thế này, mọi người hoàn toàn có thể treo con IC38 này tương tự như treo sao 3, mọi người treo sát xuống TV như thế này 2 cây, thì lúc đó góc phủ âm của 10 nó sẽ có treo TV và nó sẽ bẻ ra một tí, thì với một không gian tầm 4m thì treo bình thường không có vấn đề gì mọi người. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của mình thì mọi người có thể hiểu thêm về những dòng sản phẩm như loa Columbre này. Nếu mọi người thấy hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người tiếp theo. Bye bye.